vô cái cách của mình. Đường rất là đẹp. Thân chào các anh em, hiện giờ Hiếu đang vô miếng đất 2000 mét vuông, trong đó có 200 thổ cư. Thì đường này là đường đá xanh, xe tải, trọng tải cũng như xe hơi. Thì tức là chợ Bình Hòa Nam đó, chợ Bình Hòa Nam, Bến Lức, Long An. Thân chào các anh em đang cần mua đất ở Đức Hòa, tại ấp 1, xã Bình Hòa Nam, huyện Đức Huệ, tỉnh Long An. Thì hiện giờ Hiếu Phạm đang đi đến ghi hình cho anh em tại nhà để ngồi theo dõi trên kênh Bất Động Sản của Hiếu Phạm. Thì hiện giờ chủ đang, đây là chủ đang cần bán miếng đất mặt tiền. Mặt tiền ngang là 17m, chiều dài là 122m. Trong đó có 200m thổ cư và có một căn nhà cấp 4 đang ở. Thì chủ kêu bán 950 triệu thương lượng nhẹ cho anh em. Thì hiện giờ đây là cái đường phía trước mặt đất là đường xe ba gác thưa anh em. Chạy ra ngoài chỗ chợ Bình Hòa Nam khoảng 800m, và ra đường, từ đây ra ngoài đường đá xanh xe hơi thì khoảng mắc khoảng 50m thôi. Mà từ đường đá xanh thì chạy ra ngoài chỗ chợ Bình Hòa Nam đường nhựa 816 mắc khoảng 800m. Đó, thì bây giờ anh em ngồi đây theo dõi cái video của Hiếu Phạm đang quay miếng đất cho anh em xem. Thì miếng đất này rất là vuông. Chủ thì đang nhờ Hiếu Phạm quay. Đây chủ, đây là ông chủ. Thì miếng đất là 950 thương lượng nhẹ cho anh em. Thì đây là miếng đất này, nó có được hai cái mặt tiền. Mặt tiền phía trước là mặt tiền ở đây ha. Mặt tiền bên hông, đây là mặt tiền bên hông cũng rất là lớn anh em. Đấy, thì theo chân của Hiếu Phạm nha, anh em ngồi theo dõi. Thì miếng đất này cũng tương đối là cao ráo. Cao ráo, điện nước đầy đủ. Và chủ bán luôn cái nhà cấp 4 này luôn cho mình. Nhà cấp 4 này nếu anh em bỏ tiền ra xây khoảng mắc khoảng 100 triệu. Thì bây giờ chủ kẹt tiền, kêu Hiếu Phạm để quay cái miếng đất này bán là 950 triệu. Thì Hiếu Phạm đăng lên YouTube, thì anh em nào có cần mua đất ở ấp 1, xã Bình Hòa Nam, huyện Đức Huệ, tỉnh Long An, thì miếng đất này thấy rất là vuông và cũng tương đối là cao. Và bờ đê thì xe ba gác chạy nha anh em, cách đường đá xanh thì khoảng 50m, và đường đá xanh là xe hơi, chạy ra đường nhựa 816 khoảng 800m. Thì điện nước đầy đủ luôn nha anh em. Thì anh em nào cần thì bấm ngay gọi cho Hiếu Phạm là 0913 871 833, hoặc 0909 605 607. Thì bên đó, bên hông nhà của mình, miếng đất của mình là một cái nhà nổi tiếng của người thành phố. Thì đây, theo chân của ông cháu ông chủ ấy, thì miếng đất này có cũng cao ráo đó, có 200 thổ cư, thì tiện bề xây nhà cho anh em lập vườn cũng như làm trang trại hoặc là để dành làm của. Thì theo dõi chân của Hiếu Phạm nha. Đó, thì Hiếu Phạm cũng về gáp lên cái đoạn video phía trước là con đường mà mình đi vô miếng đất này đó, là đường đá xanh. Rồi sau đó tiếp tục là vô miếng đất này mà Hiếu Phạm đang quay cho anh em. Thì xung quanh thì nhà cũng thấy cũng cũng có nhà đó anh em. Đó, thấy không? Thì bờ đê là 4 mặt tiền, 3 mặt tiền. Bờ đê rất là rộng. Xe ba gác anh em xây nhà thì mua vật tư thì xe ba gác chạy vô tới chỗ, cách đường đá xanh hơi khoảng 50m thôi. Thì miếng đất này thì đấy là Hiếu Phạm đang quay cho anh em nha. Đó, bờ rất là rộng chưa. Hiếu Phạm mới vừa đi vô miếng đất, vô miếng đất ở